Kết quả U23 Việt Nam 0-3 U23 Iraq, 2 thẻ đỏ, 3 bàn thua và những sai lầm. Huấn luyện viên Chusi có màn ra mắt không như mong đợi ở trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq, khi các học trò của ông phải nhận 2 thẻ đỏ và 3 bàn thua trắng. Bàn thắng U23 Iraq, Ali Bassem Al-Mosey, 45-1, Pen, Ahmed Hassan, 60, Dumfikwa Yunus Al-Imadri, 85. Thẻ đỏ U23 Việt Nam, Tiến Long, 22, Minh Khoa, 2TV 76, 92. Ngã rẽ sau tấm thẻ đỏ. Ở trận ra quân rạng sáng ngày 23 tháng 3 tại U23 Doha Cup 2023, U23 Việt Nam đã nhập cuộc với sơ đồ 3-4-3. Văn Chuẩn đứng trong khung gỗ. Ba trung vệ gồm Tuấn Tài, trái, Tiến Long, giữa, và Duy Cương, phải. Các cầu thủ, Minh Trọng, trái, Đức Việt, Công Đến, trung tâm, và Văn Đô, phải, là bốn tiền vệ của U23 Việt Nam. Trên hàng công, Văn Trường đá trung phong, Văn Khang và Thành Nhàn đảm nhận hai vị trí còn lại. Đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chusi đã nhập cuộc không đến nổi tệ với những pha phối hợp khá tốt ở đoạn ngắn, lẫn cự ly trung bình. Thế nhưng khi 15 phút trôi qua, U23 Iraq bắt đầu gia tăng tốc độ pressing khiến U23 Việt Nam lúng túng đánh mất sự tự tin. Điều đáng tiếc đã xảy ra ở phút 22, đội trưởng Phan Tuấn Tài có pha chuyền ngang bất cẩn, dẫn tới để Hussein Abdullah Lowen cướp được bóng. Cầu thủ của U23 Iraq xông vào trước vòng cấm địa. Tiến Long đã phải phạm lỗi chiến thuật và buộc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha truy cản này. Mọi thứ thay đổi chóng vánh khi U23 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người. Huấn luyện viên Philippe Chusi buộc phải thay đổi nhân sự và cách chơi. Ông đưa Quang Thịnh vào sân thay cho Văn Trường. Lúc này, Văn Đô được kéo xuống chơi như một hậu vệ phải trong sơ đồ 5-4-0. Rất nhiều sai số đã lộ diện khi hàng tiền vệ với Đức Việt và Công Đến lép vế hoàn toàn trước đối phương. Mối liên kết gần như không có giữa các học trò của huấn luyện viên người Pháp. Các trung vệ của U23 Việt Nam cũng thiếu đi sự tỉnh táo trong việc phán đoán tình huống. Hussein Abdullah Lowen suýt nữa đã dứt điểm tung lưới Văn Chuẩn sau một pha thoát ra và đệm bóng cận thành nguy hiểm. Ở phút 45-1, cũng là một sai lầm đến từ Công Đến ở gần vòng cấm địa đối phương, U23 Iraq đã phản công chớp nhoáng và Hussein Abdullah Lowen dễ dàng loại bỏ Tuấn Tài, Quang Thịnh. Để rồi Duy Cương buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm phạt đền, Ali Bassem Al-Mosey đã đánh bại Văn Chuẩn dù thủ môn của U23 Việt Nam đã phán đoán chính xác cũng như chạm tay vào vòng. Những sai số từ cá nhân, lẫn tập thể. Huấn luyện viên Philippe Chusi lại phải có những điều chỉnh khi hiệp 2 bắt đầu. Xuân Thịnh được đưa vào sân thay cho Minh Trọng đá hậu về phải. Minh Khoa thay cho Công Đến để củng cố sức mạnh cho tuyến giữa. Tuấn Dương thế chỗ cho Tuấn Tài chơi hậu về phải. U23 Việt Nam chuyển sang chơi với sơ đồ 4 hậu vệ. Lúc này, Văn Đô được đẩy lên đá tiền vệ và anh chơi khá tự do. Ý đồ tìm kiếm cơ hội ghi bàn của nhà cầm quân người Pháp khá rõ ràng. Tiếc rằng, sự thiếu hụt về lực lượng khiến U23 Việt Nam luôn phải rơi vào tình thế bị động. Đây là một trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Philippe Chusi gần như lép vế hoàn toàn trong những pha đấu tay đôi. Ở phút 60, Xuân Thịnh đã bị Ahmed Hassan loại bỏ sau hai động tác ngoặt bóng. Trước khi tung ra một cú đá ở góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0, U23 Việt Nam gần như không có pha lên bóng nguy hiểm nào và họ tiếp tục bị thủng lưới. Ở phút 85, Ali Reda Haider vượt qua Quang Thịnh rồi chuyền bóng để Dumfikwa Yunus Al-Imadri dễ dàng đánh đầu nới rộng khoảng cách lên 3-0. U23 Việt Nam đã chơi rất nỗ lực nhưng họ đã không thể tạo nên sự khác biệt trước một U23 Iraq có quá nhiều lợi thế. Điểm nhấn cuối cùng của trận cầu không như ý của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusi là tấm thẻ đỏ, hai thẻ vàng của Minh Khoa sau một pha vào bóng bằng gầm giày với đối thủ. Thua 0-3, U23 Việt Nam còn rất nhiều việc để điều chỉnh trước khi gặp U23 UAE ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày 26 tháng 3. Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Iraq. U23 Việt Nam, Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Xuân Thịnh 46, Tiến Long, Duy Cung, Minh Trọng, Tuấn Dương 46, Công Đến, Đức Việt, Văn Đô, Văn Khang, Sĩ Chinh 77, Văn Trường, Quang Thịnh 31, Thanh Nhàn, Quốc Việt 46.
U23 Iraq, Al-Hamadi, Mustafa Sadodan, Ahmed Hassan, Joseph Al-Iman, Yaitasen Abjai, Mustafa Omra 77, Marco Lokfaji, Nihat Mohamed Awai, Mutander Abdulem 77, Mohamed Jaber, Zaidan 57, Kara Mohamed Ali, Hussein Abdullah Lowen, Ali Bashem Al-Mosey, Manuel Ilya 57.